màu vàng này. Hai đứa cầm màu vàng lên cho mẹ. Ừ đúng rồi, mang lên. Rồi ba ca, ba ca cầm màu vàng. Ừ đúng rồi. Giỏi quá. Đúng rồi, lần này đúng rồi đó, lần này em đúng rồi nhà. Ba ca đi về chỗ đi. Thôi chưa chưa, từ từ đã. Mẹ đang cầm đố mà. Màu vàng nữa, cầm một tấm màu vàng lên nữa. Đúng rồi, thông minh thật. Đúng rồi, ca ca quá là thông minh luôn. Rồi, ca ca đi về chỗ nào, ca ca đúng này. Đi về chỗ ngồi, đi đi. Ca ca xuống ngồi. Rất là thông minh nha, ca ca đúng hai lần liền nha. Bây giờ tiếp theo mẹ sẽ đố. Đây, đây là màu tím này. Ca ca nhìn này, màu tím này. Ca ca nhìn này. Màu tím. Nhìn đi. Rồi, bé còn nhìn thấy màu tím rồi đúng không? Rồi ca ca đi lại chỗ nào.